Kính chào quý thính khán giả, chào mừng quý thính khán giả đã quay trở lại với kênh. Quý vị thân mến, những bí ẩn kỳ diệu của phong thủy, tử vi và tâm linh. Trong cuộc sống hàng ngày, có những buổi sáng thức dậy, ta cảm nhận được những điều đặc biệt diễn ra xung quanh ngôi nhà của mình. Đó có thể là những dấu hiệu tưởng chừng như bình thường, nhưng theo quan niệm phong thủy, chúng mang trong mình những thông điệp từ vũ trụ, báo hiệu vận may và tài lộc đang đến gần. Nếu bạn đã từng thức dậy và thấy quanh nhà xuất hiện những dấu hiệu kỳ lạ mà chưa rõ ý nghĩa của chúng là gì, thì hôm nay, chúng ta sẽ cùng khám phá 7 điềm báo cực kỳ may mắn. Đây là những dấu hiệu đặc biệt mà nếu nhận ra và hiểu rõ, bạn sẽ biết rằng mình đang đứng trước cơ hội lớn, có thể là dấu hiệu cho sự phát tài, giàu có và thậm chí là lộc trời ban. Hãy cùng lắng nghe và khám phá, để không bỏ lỡ bất kỳ dấu hiệu nào mà có thể đang mở ra cho bạn cánh cửa đến với một tương lai thịnh vượng. Bướm bay vào nhà và đậu lại trong nhà. Bướm là loài vật tượng trưng cho sự biến đổi, sự chuyển hóa từ những gì bình thường thành phi thường. Nếu vào buổi sáng sớm, bạn thấy bướm bay vào nhà và đậu lại, đặc biệt là bướm có màu sắc rực rỡ như vàng, trắng hoặc xanh, đây là một điềm báo vô cùng tốt lành. Theo phong thủy, bướm là sứ giả mang đến những tin vui, tài lộc và may mắn. Khi bướm vào nhà, nó báo hiệu cho sự xuất hiện của những cơ hội mới trong kinh doanh hoặc những điều tốt lành sẽ đến với gia đình bạn. Đặc biệt, nếu bướm đậu lại lâu trong nhà, điều này còn ám chỉ rằng sự thịnh vượng sẽ đến và ở lại lâu dài với gia đình bạn. Trẻ con nô đùa trước nhà. Trẻ con là biểu tượng của sự tinh khiết và ngây thơ, là những linh hồn thuần khiết nhất. Nếu buổi sáng, khi bạn thức dậy và thấy trẻ con đang nô đùa vui vẻ trước nhà, đây là một dấu hiệu cực kỳ may mắn. Trẻ con mang theo năng lượng dương tích cực, và khi chúng cười đùa trước cửa nhà bạn, điều này báo hiệu rằng những điều tốt lành đang hiện diện xung quanh không gian sống của bạn. Những âm thanh vui vẻ này là điềm báo cho sự thịnh vượng và tài lộc sắp đến, đồng thời cho thấy rằng ngôi nhà của bạn đang được bao phủ bởi năng lượng tích cực. Nghe thấy tiếng chuông hoặc tiếng gió thổi qua chuông gió. Tiếng chuông hoặc âm thanh từ chuông gió là một trong những dấu hiệu phong thủy quan trọng, đặc biệt là vào buổi sáng. Khi bạn thức dậy và nghe thấy tiếng chuông gió reo vang, đó là một điềm báo tốt lành. Chuông gió trong phong thủy tượng trưng cho sự hòa hợp, sự thanh lọc và luân chuyển của năng lượng. Âm thanh của chuông gió báo hiệu rằng những nguồn năng lượng tích cực đang lan tỏa khắp ngôi nhà, mang theo may mắn và tài lộc. Đây cũng là dấu hiệu cho thấy rằng những dự định hoặc kế hoạch của bạn sẽ diễn ra suôn sẻ và thành công. Cây trong nhà đột nhiên nở hoa vào buổi sáng. Nếu buổi sáng bạn phát hiện cây cảnh trong nhà bất ngờ nở hoa, đặc biệt là những loài hoa mang màu sắc tươi sáng như đỏ, vàng, hoặc tím, đây là điềm báo của sự thịnh vượng. Hoa tượng trưng cho sự phát triển và sự sinh sôi, nảy nở. Khi cây trong nhà nở hoa vào buổi sáng, điều này không chỉ mang lại vẻ đẹp cho không gian sống mà còn báo hiệu rằng năng lượng dương tích cực đang tràn ngập ngôi nhà của bạn. Đây là dấu hiệu cho thấy những dự án hoặc công việc mà bạn đang theo đuổi sẽ thành công, mang lại lợi nhuận và may mắn ngoài mong đợi. Chó sủa vui vẻ hoặc nhảy cẩn lên khi thấy bạn. Chó không chỉ là loài vật trung thành mà còn được coi là linh vật mang lại may mắn trong phong thủy. Nếu sáng sớm, khi bạn thức dậy và thấy chó trong nhà vui vẻ sủa hoặc nhảy cẩn lên, đây là dấu hiệu tốt. Chó cảm nhận được năng lượng tốt và nếu chúng tỏ ra phấn khởi, điều đó có nghĩa là gia đình bạn đang được bảo vệ bởi những nguồn năng lượng tích cực và tài lộc, may mắn đang tiến đến gần. Đây cũng là dấu hiệu cho thấy trong thời gian tới, bạn có thể nhận được những tin vui từ công việc hoặc cuộc sống, và những khó khăn sẽ được giải quyết một cách dễ dàng. Tiếng cười nói của người đi qua nhà. Nếu buổi sáng, bạn nghe thấy tiếng cười nói rộn ràng của những người đi qua trước cửa nhà, đặc biệt là âm thanh từ những người có thái độ vui vẻ, đây là điềm báo tốt lành. Tiếng cười nói là biểu hiện của niềm vui, và khi âm thanh này xuất hiện xung quanh nhà bạn, nó báo hiệu rằng không khí tốt lành đang bao trùm không gian sống của bạn. Những âm thanh này mang theo năng lượng tích cực, hứa hẹn rằng bạn sắp trải qua một giai đoạn may mắn, tài lộc và thành công. Tiếng chim hót líu lo quanh nhà. Tiếng chim hót vào buổi sáng sớm là một âm thanh dễ chịu và đầy sức sống, nhưng nó cũng mang ý nghĩa phong thủy quan trọng. Chim hót quanh nhà báo hiệu cho sự sinh sôi,
nảy nở và sự kết nối với thiên nhiên. Nếu buổi sáng bạn nghe thấy tiếng chim hót líu lo quanh nhà, đây là dấu hiệu cho thấy gia đình bạn sắp đón nhận những điều tốt lành. Tiếng chim hót còn là điềm báo của sự may mắn, sự gia tăng về tài lộc và những cơ hội mới đang đến gần. Đây là thời điểm mà bạn nên mở rộng lòng mình để đón nhận những điều tốt đẹp và may mắn sẽ đến. Những dấu hiệu trên đây là những điềm báo may mắn mà bạn có thể gặp phải vào buổi sáng sớm. Mỗi dấu hiệu đều mang trong mình một thông điệp từ vũ trụ, cho thấy rằng gia đình bạn đang được hưởng lộc trời ban, và những điều tốt lành, tài lộc đang trên đường đến với bạn. Hãy đón nhận những dấu hiệu này với lòng biết ơn và sự tin tưởng rằng bạn đang ở trong một giai đoạn vô cùng thuận lợi, khi mà mọi điều tốt đẹp đang chuẩn bị đến với bạn. Thầy phong thủy dạy, có 7 cây phong thủy, thần tài thổ địa thường trú ngụ, đem đến tài lộc và may mắn cho gia chủ, trấn giữ của cải và bảo vệ gia chủ khỏi tai ương, tuyệt đối không được chặt đi, kẻo mang về đại họa cho gia đình, tài lộc mất sạch hết. Gia đạo ốm đau triền miên. Kính chào quý thính khán giả, chào mừng quý thính khán giả quay trở lại với chương trình của chúng tôi. Quý vị thân mến, trong cuộc sống hiện đại, ai cũng mong muốn có được một cuộc sống sung túc, đầy đủ và hạnh phúc. Tuy nhiên, có những bí mật trong phong thủy mà ít người biết đến, những điều này có thể mang lại may mắn và tài lộc cho gia đình. Hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ với quý vị về 7 cây phong thủy mà theo các thầy phong thủy, thần tài và thổ địa thường trú ngụ. Những cây này không chỉ đem đến tài lộc và may mắn cho gia chủ mà còn trấn giữ của cải và bảo vệ gia chủ khỏi tai ương. Đoạn mở đầu này sẽ kéo dài hơn một phút để giữ chân quý vị và cùng chúng tôi khám phá những bí mật thú vị này. Phong thủy không chỉ là một khoa học về môi trường sống mà còn là nghệ thuật sắp xếp và bài trí không gian sao cho hài hòa với thiên nhiên, nhằm thu hút những năng lượng tích cực và xua đuổi những năng lượng tiêu cực. Trong đó, cây xanh đóng vai trò rất quan trọng trong việc cân bằng và điều hòa khí vận của ngôi nhà. Những loại cây phong thủy mà chúng tôi giới thiệu sau đây không chỉ có tác dụng làm đẹp mà còn giúp mang lại tài lộc, may mắn và sức khỏe cho gia chủ. Hãy cùng chúng tôi khám phá chi tiết về 7 cây phong thủy đặc biệt này và lý do vì sao chúng lại quan trọng như vậy. 1. Cây khế. Cây khế là loại cây phong thủy có ý nghĩa rất lớn trong văn hóa Việt Nam. Theo truyền thuyết, cây khế có khả năng thu hút tài lộc và mang lại may mắn cho gia chủ. Thần tài và thổ địa thường trú ngụ trong cây khế, giúp bảo vệ của cải và tăng cường vượng khí cho ngôi nhà. Để cây khế phát huy hết tác dụng phong thủy, bạn nên trồng cây ở sân vườn hoặc những nơi có ánh sáng tự nhiên, thoáng đãng. Hãy chăm sóc cây bằng cách tưới nước đều đặn và đảm bảo đất luôn thoáng khí. Đặc biệt, không nên chặt bỏ cây khế vì điều này có thể làm mất đi tài lộc và mang lại xui xẻo cho gia đình. 2. Cây phát tài. Cây phát tài, hay còn gọi là cây thiếp mộc lan, là loại cây phong thủy được nhiều người yêu thích vì ý nghĩa mang lại sự phát đạt và giàu có. Thổ địa thường trú ngụ trong cây phát tài, giúp trấn giữ của cải và bảo vệ gia chủ khỏi những điều không may. Để cây phát tài phát huy hiệu quả phong thủy, bạn nên đặt cây ở những vị trí trang trọng như phòng khách, phòng làm việc hoặc lối vào nhà. Đảm bảo cây luôn được chăm sóc tốt bằng cách tưới nước và bón phân đều đặn. Cây phát tài không chỉ mang lại vẻ đẹp tự nhiên mà còn giúp thu hút năng lượng tích cực vào nhà. 3. Cây sung. Cây sung là một trong những loại cây phong thủy được nhiều người ưa chuộng vì ý nghĩa mang lại sự sung túc và đầy đủ. Theo phong thủy, thần tài và thổ địa thường trú ngụ trong cây sung, giúp gia chủ thu hút tài lộc và giữ gìn sức khỏe. Hãy trồng cây sung ở sân vườn hoặc những nơi có ánh sáng tự nhiên và tránh để cây ở những nơi ẩm ướt, tối tăm. Chăm sóc cây bằng cách tưới nước vừa phải và đảm bảo đất luôn thoáng khí. Cây sung không chỉ mang lại sự xanh mát cho không gian sống mà còn giúp gia chủ gặp nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống. 4. Cây lưỡi hổ. Cây lưỡi hổ, hay còn gọi là cây vạn niên thanh, là loại cây phong thủy có khả năng xua đuổi tà khí và bảo vệ gia chủ khỏi những điều xui xẻo. Theo phong thủy, thần tài và thổ địa thường trú ngụ trong cây lưỡi hổ, giúp tăng cường vượng khí và bảo vệ sức khỏe cho gia đình. Để cây lưỡi hổ phát huy hết tác dụng phong thủy, bạn nên đặt cây ở những nơi có ánh sáng tự nhiên, như gần cửa sổ hoặc ban công. Chăm sóc cây bằng cách tưới nước đều đặn và đảm bảo đất luôn thoáng khí.
Cây lưỡi hổ không chỉ giúp thanh lọc không khí mà còn mang lại sự bình an và may mắn cho gia đình. 5. Cây bưởi. Cây bưởi không chỉ là loại cây ăn quả mà còn có ý nghĩa phong thủy rất lớn. Theo phong thủy, thần tài và thổ địa thường trú ngụ trong cây bưởi, giúp gia chủ thu hút tài lộc và bảo vệ của cải. Hãy trồng cây bưởi ở sân vườn hoặc những nơi có ánh sáng tự nhiên, thoáng đãng. Đảm bảo cây luôn được chăm sóc tốt bằng cách tưới nước và bón phân đều đặn. Cây bưởi không chỉ mang lại vẻ đẹp tự nhiên mà còn giúp gia chủ gặp nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống. 6. Cây hoa mai. Cây hoa mai, biểu tượng của mùa xuân và sự thịnh vượng, là một trong những cây phong thủy mang lại nhiều tài lộc. Theo phong thủy, thần tài và thổ địa thường trú ngụ trong cây hoa mai, giúp gia chủ thu hút tài lộc và bảo vệ sức khỏe. Để cây hoa mai phát huy hiệu quả phong thủy, bạn nên trồng cây ở sân vườn hoặc những nơi có ánh sáng tự nhiên. Chăm sóc cây bằng cách tưới nước đều đặn và đảm bảo đất luôn thoáng khí. Cây hoa mai không chỉ giúp thanh lọc không khí mà còn mang lại sự bình an và may mắn cho gia đình. 7. Cây trầu bà. Cây trầu bà, hay còn gọi là cây thường xuân, là loại cây phong thủy có khả năng xua đuổi tà khí và bảo vệ gia chủ khỏi những điều xui xẻo. Theo phong thủy, thần tài và thổ địa thường trú ngụ trong cây trầu bà, giúp tăng cường vượng khí và bảo vệ sức khỏe cho gia đình. Để cây trầu bà phát huy hết tác dụng phong thủy, bạn nên đặt cây ở những nơi có ánh sáng tự nhiên, như gần cửa sổ hoặc ban công. Chăm sóc cây bằng cách tưới nước đều đặn và đảm bảo đất luôn thoáng khí. Cây trầu bà không chỉ giúp thanh lọc không khí mà còn mang lại sự bình an và may mắn cho gia đình. Để cây trầu bà phát huy hết tác dụng phong thủy, bạn nên đặt cây ở những nơi có ánh sáng tự nhiên, như gần cửa sổ hoặc ban công. Chăm sóc cây bằng cách tưới nước đều đặn và đảm bảo đất luôn thoáng khí. Cây trầu bà không chỉ giúp thanh lọc không khí mà còn mang lại sự bình an và may mắn cho gia đình. Quý vị thân mến! Người xưa dạy, 6 chỗ trên cơ thể càng mập béo, lại càng giàu có, tài lộc vô biên, là dấu hiệu của người an nhàn và có hậu vận cực giàu, gia đình yên ấm. Từ xa xưa, người ta đã tin rằng tướng mạo của một người có thể tiết lộ nhiều điều về vận mệnh, tài lộc và cuộc sống của họ. Trong phong thủy và nhân tướng học, có những đặc điểm cơ thể đặc biệt mà nếu chúng càng mập béo, đầy đặn thì lại càng mang đến sự giàu có, phú quý và cuộc sống an nhàn. Dưới đây là 6 chỗ trên cơ thể mà người xưa tin rằng nếu càng mập béo, đầy đặn thì chủ nhân của nó sẽ có hậu vận tốt đẹp, gia đình yên ấm và tài lộc vô biên. 1. Lưng rộng, vai to. Lưng rộng, vai to là dấu hiệu của người có sức mạnh, kiên định và khả năng chịu đựng áp lực cao. Trong phong thủy, lưng rộng còn biểu thị cho sự bảo vệ và hỗ trợ vững chắc. Người có lưng rộng, vai to thường được cho là có khả năng lãnh đạo tốt, biết cách quản lý và điều hành công việc hiệu quả. Họ thường đạt được nhiều thành công trong sự nghiệp và có khả năng tích lũy tài sản lớn. Ngoài ra, lưng rộng còn cho thấy người này có sức khỏe tốt, thể lực mạnh mẽ và ít bị bệnh tật. Những người có lưng rộng, vai to thường có hậu vận tốt đẹp, cuộc sống sung túc và gia đình yên ấm. 2. Mông đầy đặn. Mông đầy đặn là dấu hiệu của sự phú quý và tài lộc. Trong nhân tướng học, mông đầy đặn biểu thị cho khả năng sinh sản tốt và cuộc sống gia đình hạnh phúc. Người có mông đầy đặn thường được cho là có khả năng quản lý tài sản tốt, biết cách đầu tư và phát triển tài sản. Điều này giúp họ dễ dàng đạt được sự giàu có và phú quý trong cuộc sống. Ngoài ra, mông đầy đặn còn cho thấy người này có sức khỏe tốt, ít bị bệnh tật và có tuổi thọ cao. Những người có mông đầy đặn thường có hậu vận tốt đẹp, tài lộc không ngừng tăng tiến và gia đình yên ấm. 3. Cằm đầy đặn. Cằm đầy đặn, tròn trịa là dấu hiệu của sự phú quý và tài lộc. Trong phong thủy, cằm đầy đặn biểu thị cho khả năng tích lũy tài sản và sự ổn định trong cuộc sống. Người có cằm đầy đặn thường được cho là có khả năng quản lý tài chính tốt, biết cách đầu tư và phát triển tài sản. Điều này giúp họ dễ dàng đạt được sự giàu có và phú quý trong cuộc sống. Ngoài ra, cằm đầy đặn còn cho thấy người này có sức khỏe tốt, ít bị bệnh tật và có tuổi thọ cao. Những người có cằm đầy đặn thường có hậu vận tốt đẹp, tài lộc không ngừng tăng tiến và gia đình yên ấm. 4. Tay chân mập mạp. Tay chân mập mạp,
đầy đặn là dấu hiệu của sự khỏe mạnh và khả năng lao động tốt. Trong phong thủy, tay chân đầy đặn còn biểu thị cho khả năng nắm giữ và quản lý tài sản. Người có tay chân mập mạp thường được cho là có khả năng làm việc chăm chỉ, kiên nhẫn và có trách nhiệm. Điều này giúp họ dễ dàng đạt được thành công trong công việc và cuộc sống, dẫn đến sự giàu có và phú quý. Hơn nữa, tay chân mập mạp còn cho thấy người này có sức khỏe tốt, ít bị bệnh tật và có tuổi thọ cao. Những người có tay chân mập mạp thường có cuộc sống an nhàn, hạnh phúc và tài lộc dồi dào. 5. Bụng mập, đầy đặn. Trong quan niệm dân gian, bụng mập đầy đặn thường được coi là dấu hiệu của sự giàu sang và phú quý. Bụng tròn, đầy đặn không chỉ biểu thị cho khả năng tích lũy tài sản mà còn cho thấy người này có cuộc sống sung túc, no đủ. Người có bụng mập thường được cho là có khả năng quản lý tài chính tốt, biết cách đầu tư và phát triển tài sản. Ngoài ra, bụng đầy đặn còn thể hiện sức khỏe tốt và khả năng sinh sản mạnh mẽ, mang lại sự ổn định và hạnh phúc cho gia đình. Những người có bụng mập đầy đặn thường có hậu vận tốt đẹp, tài lộc không ngừng tăng tiến và gia đình yên ấm. 6. Khuôn mặt đầy đặn, tròn trịa. Theo nhân tướng học, một khuôn mặt đầy đặn, tròn trịa không chỉ mang lại vẻ ngoài phúc hậu mà còn biểu thị sự giàu có và cuộc sống sung túc. Người có khuôn mặt tròn trịa thường được cho là dễ gần, hòa nhã và có mối quan hệ tốt với mọi người xung quanh. Điều này giúp họ dễ dàng tạo dựng được các mối quan hệ xã hội và nhận được sự giúp đỡ từ nhiều người. Bên cạnh đó, khuôn mặt đầy đặn còn cho thấy người này có sức khỏe tốt, tinh thần lạc quan và khả năng chịu đựng áp lực cao. Chính nhờ những phẩm chất này mà họ thường đạt được nhiều thành công trong công việc và cuộc sống, dẫn đến hậu vận giàu có, tài lộc dồi dào. Đột nhiên, phát hiện thứ này trong nhà chứng tỏ tai họa ập xuống, tiền vàng đội nón ra đi. Quý vị thân mến, phong thủy của ngôi nhà có ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của gia chủ. Bạn cảm thấy không thoải mái và mệt mỏi vì cuộc sống gặp phải quá nhiều rắc rối. Bạn luôn cảm thấy mình thiếu may mắn. Vậy đã bao giờ bạn nghĩ rằng tất cả những vấn đề này đều có liên quan đến phong thủy của ngôi nhà đang ở hay chưa? Theo đó, những việc lành, dữ, tốt, xấu sắp xảy ra đôi khi đều có những điềm báo trước. Thực tế thì không ai muốn những điều gỡ xảy ra với mình. Càng sớm phát hiện những dấu hiệu điềm xui xẻo sẽ giúp gia chủ động hóa giải, đón lành tránh dữ. Đặc biệt, các chuyên gia phong thủy cảnh báo, trong nhà có dấu hiệu này là điềm báo cực kỳ nguy hiểm, thậm chí có thể ảnh hưởng đến tính mạng chủ nhân. Chi tiết sẽ được chương trình chia sẻ đến quý vị ngay sau đây. Dấu hiệu thứ nhất, mèo chạy vào nhà. Người xưa thường nói, mèo tới nhà thì khó, chó tới nhà thì giàu. Điều này cho biết rằng khi đột nhiên có một con mèo chạy vào nhà bạn, thì đó chính là dấu hiệu không may mắn. Chính vì vậy, khi thấy mèo trắng chạy vào nhà có thể là điềm báo cho biết bản thân bạn hoặc những người thân trong gia đình đang gặp nguy hiểm, ảnh hưởng đến tính mạng. Khi mèo đen chạy vào nhà, thường khiến nhiều người lo lắng và thực sự thì mèo đen vào nhà là một điềm báo không tốt lành, muốn báo cho bạn biết sắp đến sẽ có nhiều khó khăn, rắc rối luôn ập đến. Đặc biệt, bạn có thể bị bạn bè đâm sau lưng, chơi xấu hoặc cố ý muốn hãm hại nhằm hạ bệ công danh sự nghiệp của bạn. Ngoài ra, mèo đen hoang chạy vào nhà còn là điềm báo cho sự rạn nứt của hạnh phúc hôn nhân trong gia đình, tình cảm vợ chồng xảy ra mâu thuẫn. Trong trường hợp mèo hoang xuất hiện trên mái nhà, theo phong thủy, mèo hoang xuất hiện trên mái nhà có nghĩa rằng gia đình bạn sẽ có người gặp phải tai nạn hoặc tử vong. Nếu mèo hoang xuất hiện ở nhiều vị trí khác nhau xung quanh hoặc trong nhà, cho thấy khu vực thờ cúng tâm linh không tốt, không ổn định nên bạn cần xem xét lại càng sớm càng tốt. Dấu hiệu thứ hai, đổ vỡ bát đĩa, ly cốc, gương, ngọc đá phong thủy. Đây là dấu hiệu xui xẻo, phong thủy kém may mắn, có độ ứng nghiệm rất cao, nhất là rơi vỡ đồ vào sáng sớm. Ví dụ như ăn sáng không may làm vỡ bát đĩa, uống nước làm vỡ cốc thì nhất định phải cẩn thận hôm đó, làm việc từng bước không nóng vội. Vỡ gương được coi là điềm cực kỳ xui. Vỡ gương buổi sáng thì khuyên bạn không nên ra ngoài. Ngoài ra, những đồ vật thường xuyên mang theo người như miếng ngọc, mặt đá phong thủy mà bị vỡ cũng không phải việc tốt lành, biểu thị cho việc bản thân sắp gặp tai họa. Dấu hiệu thứ ba, cây cảnh héo úa, vật nuôi sinh bệnh. Vài chiếc lá trên cây bị héo úa và rụng xuống sẽ chẳng là vấn đề lớn vì đây là hiện tượng tự nhiên. Thế nhưng nếu cả cái cây bị chết thì đó được cho là biểu hiện của sự xui xẻo.
Không chỉ để tô điểm thêm cho căn nhà, điều hòa không khí, nhiều người đặt cây trong nhà còn mong muốn hóa giải nguồn năng lượng xấu, mang tới năng lượng tốt, giúp chiêu tài đón lộc vào nhà. Cho nên, không ít người cho rằng khi cây đột nhiên bị khô héo chết thì vận may của gia đình sẽ giảm sút, tài lộc khó hanh thông. Lúc này, gia chủ nên sớm thay cây mới, đừng đặt cây chết trong nhà kẻo mang năng lượng xấu. Bên cạnh đó, việc vật nuôi trong nhà liên tục sinh bệnh và chết cũng là một dấu hiệu không may mắn. Gia chủ nên cẩn trọng trong mọi việc ở thời gian sắp tới. Dấu hiệu thứ tư, nhện bò vào nhà. Theo dân gian, tùy thuộc vào việc gặp nhện trắng, vàng hay đen thì sẽ có các điềm báo tốt xấu khác nhau. Dân gian có câu, nhện vàng tin mắng, nhện trắng tin mừng, nhện đen tin sang. Gặp nhện trong trường hợp này báo hiệu rằng có thể trong tương lai gần, bạn hoặc người thân trong gia đình có thể bị nạn. Ngoài ra, gặp những loại nhện khác thì đó là điểm xấu, làm ăn có vẻ không được suôn sẻ cho lắm. Cho nên bạn hãy cẩn thận trước mọi quyết định của mình kẻo mất tài lộc, làm ăn lận đận. Nếu gặp nhện khác màu với những con nhện trên thì bạn nên chuẩn bị tâm lý bởi sự may mắn có thể tuột khỏi tầm tay của bạn, có thể nó đang diễn biến khá tệ. Nhớ dành thời gian để nghỉ ngơi, mọi thứ sẽ được tốt hơn và đương nhiên sức khỏe vẫn là vấn đề quan trọng nhất cần được quan tâm. Gặp nhện còn báo hiệu về vấn đề sức khỏe của bạn. Tốt nhất bạn nên xem xét lại tình trạng của mình hiện giờ. Trong nhà có mạng nhện, ngoài việc báo hiệu vận đào hoa, còn báo hiệu gia đạo suy thoái bởi nhện đang lưới báo hiệu bước đi khó khăn, bị nhốt, bị cùng kẹp. Đặc biệt, mạng nhện ở phòng ngủ sinh khí không đủ, gia đình có thể bị bệnh. Thứ hai, trường khí trong nhà không đúng và ô uế, khí không thể thoát ra. Nhưng đó chỉ khi là có rất nhiều mạng nhện và đã không được dọn dẹp trong một thời gian dài, cộng thêm mạng nhện được đang ở nơi rõ ràng. Thường nếu xuất hiện ít mạng nhện ở những nơi xó xỉnh, góc tường thì không có điều kiêng kỵ như vậy. Do đó, nếu như không thường xuyên xuất hiện và không nhiều thì không cần phải quá lo lắng, chỉ nhắc nhở rằng chủ nhân cần dọn dẹp nhà cửa đi thôi. Dấu hiệu thứ năm, trong nhà hương hỏa bất thịnh. Một gia đình mà nhiều ngày tháng không thấy lửa bếp cũng như hương khói, không thấy nấu ăn thức uống, không thấy tiếng chén đũa, nồi niêu xong chảo, đó là gia đình có tín hiệu tán gia bại sản. Hiện nay, cuộc sống sinh hoạt có phần tốt hơn, công việc nhiều hơn, có rất nhiều người thường không ăn cơm ở nhà. Nếu chỉ là trong khoảng thời gian ngắn thì được, nhưng nếu kéo dài liên tục, phong thủy gọi là hương khói bất vượng, không bao lâu gia đạo suy lạc, vận khí đi xuống. Dấu hiệu thứ sáu, hàng xóm ghét bỏ hay chửi bới. Nếu như vì lợi ích của mình mà làm phương hại đến láng giềng hoặc bạn bè, đồng nghiệp, người thân, khiến cho những người xung quanh cùng thân nhân chửi rủa, một hai người thì không nói, nhưng nếu rất nhiều người sẽ tạo thành một trường sát khí rất mạnh. Nó tạo thành áp lực và sức mạnh khiến bạn tổn thương, lâu dần thành vận xấu đổ lên đầu bạn, khiến bạn và gia đình ở vào thế cục suy bại. Dấu hiệu thứ bảy, trong nhà thường có chuyện linh dị. Trong nhà thường xuất hiện những chuyện lạ, những việc linh dị như mất đồ lặt vặt, có tiếng động lạ, để đồ chỗ này di chuyển chỗ khác, hoặc tự nhiên cãi nhau rất khó giải thích. Khi gặp hiện tượng này, cần chú ý và hóa giải kịp thời. Cho dù gia đình vẫn đang hưng vượng, đề phòng nguy cơ gia đình bại vận. Dấu hiệu thứ 8, cá nuôi trong nhà đều bị chết. Có rất nhiều người thích nuôi cá cảnh trong nhà như một giải pháp phong thủy, nhưng phải đặc biệt chú ý đến nó để không gặp vấn đề gì. Nếu một hoặc hai con cá bị chết thì không sao. Tuy nhiên, nếu tất cả cá nuôi đều bị chết, thì nó báo hiệu cho sự phá sản hoặc bệnh tật. Điều này cũng có thể áp dụng với cây cảnh trong nhà. Dấu hiệu thứ 9, mặt trước bàn thờ tổ tiên chết xuống đất. Bàn thờ tổ tiên là một tín ngưỡng tâm linh truyền thống tốt đẹp của các gia đình Việt Nam. Bạn nên chọn mua bàn thờ bằng phẳng, chắc chắn thay vì có quá nhiều chi tiết cầu kỳ dễ dẫn đến việc chênh vênh. Những đồ thờ cúng cũng không nên trưng bày quá nhiều trên đó để tránh nặng nề, dễ bị chết xuống đất. Bởi nếu không may, điều này xảy ra tức là điều chẳng lành đang đến với gia chủ. Vì vậy, hãy lưu ý điều này và thường xuyên kiểm tra để đảm bảo rằng bàn thờ vẫn ở trong trạng thái tốt nhất. Dấu hiệu thứ 10, để nhiều đồ lặt vặt linh tinh trong nhà. Trong nhà luôn chất nhiều đồ lặt vặt linh tinh, không quy củ trật tự. Chủ nhân không chú trọng phong thủy, để đồ đạc lộn xộn, thời gian lâu dài ảnh hưởng đến phong thủy, tạo trường khí xấu. Do đó gia chủ nên thường xuyên dọn dẹp lại nhà cửa,
các góc cạnh trong nhà để loại bỏ những món đồ không cần thiết, loại bỏ điềm xui xẻo trong gia đình. Dấu hiệu thứ 11, tường nhà nứt vỡ, bong tróc. Bức tường của một ngôi nhà đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sự ổn định và bảo vệ cho gia đình. Một ngôi nhà có tường nứt vỡ hoặc bong tróc không chỉ làm mất mỹ quan mà còn ảnh hưởng đến phong thủy. Những vết nứt vỡ này biểu thị cho sự không ổn định, gia chủ có thể gặp rắc rối trong công việc hoặc sức khỏe. Do đó, nếu phát hiện tường nhà có dấu hiệu này, gia chủ nên sớm khắc phục để tránh những điều không may mắn. Quý vị thân mến, hãy thường xuyên theo dõi những dấu hiệu trên và kịp thời xử lý để bảo vệ gia đình khỏi những điều không tốt lành. Những cách xả xui cực kỳ hiệu quả và dễ làm, gợi ý các món ăn xả xui. Kính mời quý thính khán giả cùng lắng nghe và tham khảo. Sau đây là những cách xả xui chuẩn phong thủy cực dễ làm. 1. Là sử dụng muối. Từ xưa, có quan niệm rằng đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi. Qua câu này, muối được coi là biểu tượng của may mắn, sự bình yên và khả năng trừ tà, loại bỏ năng lượng tiêu cực. Rất nhiều người áp dụng việc sử dụng muối như một biện pháp xua xui. Điểm thuận tiện là hầu như mỗi gia đình đều có muối, nên việc áp dụng phương pháp này trở nên dễ dàng. Bạn có thể thử rải muối ở ngưỡng cửa hoặc phía trước sân để ngăn chặn năng lượng không tốt. Thậm chí, rắc muối xung quanh khu vực giường ngủ hay cửa phòng cũng là một cách được nhiều người lựa chọn. Đốt trầm. Trầm hương là biểu tượng truyền thống của Phật giáo và phong thủy. Khi cháy, trầm hương phát ra một hương thơm dễ chịu và tinh khiết, thể hiện sự hòa quyện giữa trời và đất, còn được mô tả như là mùi vị của Niết Bàn. Khi bạn thắp trầm hương trong nhà, không gian sẽ trở nên thanh lọc, loại bỏ các năng lượng tiêu cực và giảm thiểu rủi ro xui xẻo. Hơn nữa, hương trầm khiến tâm hồn con người trở nên thanh thoát và yên bình, như thể tìm thấy sự giác ngộ nội tâm. 2. Là sử dụng lá ngải cứu. Ngải cứu, qua nhiều thế hệ, đã được biết đến như một loại thảo dược có lợi cho sức khỏe. Tuy nhiên, không nhiều người nhận biết rằng trong lĩnh vực phong thủy, ngải cứu cũng giúp chống lại tà khí, loại bỏ vận rủi và xua tan xui xẻo. Trong một số địa phương, vào dịp Tết Xuân Ngọ, lá ngải cứu thường được treo ở cửa nhà. Điều này được thực hiện với ý định chặn đứng và đẩy lùi các năng lượng tiêu cực và ma quỷ. 3. Là đem tỏi theo bên mình. Tỏi không chỉ là một gia vị phổ biến trong bữa ăn hàng ngày mà còn được coi là một vật phẩm trừ tà. Nhiều người tin rằng mùi đặc trưng của tỏi có khả năng đẩy lùi năng lượng xấu. Trong nhiều bộ phim từ Trung Quốc đến Việt Nam, tỏi thường xuất hiện như một biện pháp chống lại ma quỷ. Trên thực tế, tỏi được cho là có khả năng loại bỏ tà khí, tránh xa vận xui, cân đối năng lượng âm dương và mang lại sự may mắn cho người sử dụng. Để tận dụng hiệu quả của tỏi trong việc trừ tà, bạn chỉ cần sử dụng phần lõi. Một lượng tỏi nhỏ, đặt trong túi và mang theo bên mình đã có thể giúp bạn bảo vệ mình khỏi năng lượng tiêu cực. 4. Là dọn dẹp nhà cửa. Một không gian nhà ổn định và gọn gàng sẽ giúp năng lượng tích cực dễ dàng lưu thông, trong khi một ngôi nhà lộn xộn có thể tạo ra cảm giác rằng mọi thứ đang đi không đúng hướng. Để biến đổi tình hình này, bắt đầu bằng việc làm sạch và sắp xếp những thứ xung quanh bạn. Loại bỏ những đồ không còn giá trị hoặc không cần thiết. Tiếp theo, hãy dành thời gian lau chùi nhà cửa, loại bỏ bụi bẩn và mạng nhện. Xem xét việc tái cấu trúc bố trí đồ đạc theo nguyên tắc phong thủy để tối ưu hóa luồng năng lượng. Và cuối cùng, một lớp sơn mới sẽ làm tươi mới và tái sinh không gian sống của bạn. 5. Là treo gương bát quái. Việc sử dụng gương bát quái trong việc trừ tà và xả xui đã trở thành phương pháp phong thủy được nhiều người áp dụng. Gương này được cho là có sức mạnh phản chiếu và đẩy lùi năng lượng tiêu cực cũng như các thế lực bất lợi. Tùy thuộc vào dạng của gương lồi, lõm hay phẳng mà có cách treo đặc trưng. Không chỉ vậy, việc lựa chọn gương bát quái cũng cần phải tương thích với tuổi và hướng nhà của chủ nhân. Nên đặt gương này ở vị trí trên cửa chính hoặc cửa sổ đối diện với ngoại thất. Khi tiến hành treo, nên tiến hành lễ với thổ địa và đọc lời cầu nguyện. 6. Là đốt nến và chôn gương bị vỡ. Khi gương bị vỡ, nó thường được coi là một dấu hiệu không tốt. Để giảm nhẹ vận xui từ việc này, nếu chủ nhà là nam, hãy thắp lên 7 ngọn nến, còn nếu là nữ, thì 9 ngọn nến và giữ chúng cháy trong khoảng 10 phút. Tất cả mảnh vỡ gương nên được thu thập vào một túi vải màu đỏ và được chôn dưới một lô đất trống. Quá trình này không chỉ giúp giảm thiểu rủi ro về những sự cố không may mắn mà còn đề phòng việc ai đó trong nhà bị cắt bởi mảnh kính. Trong mối quan hệ giữa vợ và chồng, gương vỡ có thể ám chỉ sự rạn vết trong tình cảm, mất lòng tin hoặc sự phản bội. Còn trong lĩnh vực kinh doanh, đó có thể là dấu hiệu của những thất bại sắp tới. Do đó, việc thắp nến và tiến hành các nghi thức cần thiết với tâm trạng lạc quan sẽ giúp loại bỏ năng lượng tiêu cực. 7. Là tắm với lá bưởi. Lá bưởi giàu tinh chất và tỏa ra mùi hương dễ thương, mang đến sự thư thái.
Việc tắm bằng lá bưởi không chỉ giúp loại bỏ những lo âu trong tâm hồn mà còn đem lại cảm giác thanh thản và yên bình. Bản thân lá bưởi được cho là có khả năng loại bỏ mọi mệt nhọc, lo lắng và điềm xui trong cuộc sống. Và sau khi tắm, hãy bỏ những chiếc lá đã dùng đi nơi khác, giúp đuổi tan năng lượng tiêu cực và mang điềm xui xa bạn. 8. Là làm việc thiện tích đức. Thực hiện các việc lành là cách tuyệt vời để thu hút thiện nghiệp và đem về may mắn cho cuộc sống. Để đạt được điều này, ta cần tập trung vào việc giải tỏa và thả lỏng những mối hận thù, tranh chấp nội tâm, rèn luyện tính kiên nhẫn và tránh việc sử dụng lời lẽ độc địa hoặc gây tổn thương cho người khác và chính mình. Hãy tăng cường thiện nghiệp thông qua việc tham gia các hoạt động từ thiện, hỗ trợ những người kém may mắn như người không nhà, trẻ em mồ côi, người già cô đơn và những người sống trong cảnh nghèo khó. 9. Là đốt vía. Đốt vía là một phong tục truyền thống mà nhiều người thực hiện khi muốn loại bỏ xui xẻo trong đời sống hàng ngày. Quy trình này bao gồm việc thiêu một tờ giấy lớn và quạt khói xung quanh người hoặc nơi cần loại bỏ xui xẻo, đồng thời đọc lời khấn ba hồn chín vía, ba hồn bảy vía, vía lành thì ở, vía dữ thì đi. Ý nghĩa của nghi lễ này là để đẩy lùi tà khí và năng lượng không tốt, cũng như thu hút may mắn và phúc lộc vào cuộc sống. 10. Là đeo đá phong thủy. Đá quý chứa đựng năng lượng dương tính từ tự nhiên, giúp giải tỏa lo âu, căng thẳng và những điều không may mắn. Khi mang chúng bên mình, bạn có thể cảm nhận sự truyền tải của năng lượng này, làm cho tinh thần trở nên thoải mái và lạc quan hơn. Đá quý cũng giúp hòa thuận không gian sống, rất nhiều người thích rải những mảnh đá quý nhỏ ở các góc của ngôi nhà. Một số loại đá quý được ưa chuộng bao gồm đá thạch anh, đá mã não, đá mắt hổ. 11. Là ăn trứng vịt lộn. Dù trứng vịt lộn chỉ là một món ăn quen thuộc, nhưng nếu bạn thực hiện theo một số nguyên tắc nhất định khi ăn, nó có thể giúp xua tan đi những vận đen. Khi thưởng thức, bạn nên chọn số lượng trứng theo các con số lẻ như 1, 3, 5, 7 và đặt tất cả các mảnh vỏ trứng ở cùng một nơi. Khi đã ăn xong, nên dùng chân dẫm đạp lên những mảnh vỏ cho tới khi chúng vỡ nát. Hành động này biểu thị việc bạn đang loại bỏ mọi điều không may và xui xẻo bằng việc dẫm đạp chúng. 12. Là đem bùa cầu may bên mình. Bùa may mắn là một biểu tượng tâm linh mang ý nghĩa của sự may mắn và điều tốt lành. Thông thường, nó được làm từ một túi vải màu đỏ chứa các lời nguyện cầu hướng đến người sở hữu nó. Nhiều người thường mang bùa theo bên người hàng ngày hoặc dùng nó trong những sự kiện quan trọng như khi tham gia kỳ thi hoặc khi đi công tác xa. Đối với những người làm ăn, họ tin rằng bùa may mắn sẽ giúp họ gặp nhiều thuận lợi và thịnh vượng trong kinh doanh. 13. Là thắp hương. Thắp hương để cầu nguyện là một phương pháp truyền thống giúp xua đuổi đi những điều không may và thu hút vận may. Khi khói từ những cây hương lan tỏa, nó giúp thanh tẩy năng lượng tiêu cực, mang đến bình an và may mắn cho người thắp hương. Bạn có thể dâng hương cho tổ tiên, các vị thần linh hoặc đến các ngôi chùa nếu trong nhà bạn không có bàn thờ. 14. Là xông nhà bằng bồ kết. Bồ kết không chỉ là nguyên liệu trong việc chế tạo mỹ phẩm và dầu gội, mà còn được nhiều người ưa chuộng sử dụng để xông nhà. Sử dụng bồ kết để xông nhà không chỉ có tác dụng thanh tẩy, loại bỏ năng lượng tiêu cực và các yếu tố gây bệnh, mà còn giúp làm sạch và tinh khiết cho không gian sống. 15. Là xông nhà bằng thuốc bắc. Việc dùng các vị thuốc bắc để xông nhà không chỉ giúp loại bỏ năng lượng tiêu cực, trừ tà và phong thủy xấu, mà còn giúp cân bằng không khí trong nhà. Nhờ đó, gia đình sẽ cảm nhận được bầu không khí bình yên, ấm áp và mang lại sự thịnh vượng. 16. Là gương bát quái. Gương bát quái, vật phẩm phong thủy được sử dụng rất nhiều để trừ tà, trấn trạch, hóa giải ám khí. Trong các gia đình, gương bát quái thường được treo ở cửa nhà. Mục đích là để nếu có nguồn năng lượng xấu, ám khí đến thì nó sẽ phản chiếu lại, không cho yêu ma quỷ quái xâm nhập được vào ngôi nhà. Sử dụng gương bát quái cũng là một trong những cách để hóa giải nguồn năng lượng tiêu cực mà bạn có thể tham khảo. Chỉ cần mua một chiếc gương bát quái sau đó treo lên chính giữa cửa ra vào của nhà mình. 17. Là tắm với lá thơm. Trên khắp các vùng văn hóa trên thế giới, nhiều loại thảo mộc và hoa có mùi thơm được coi là có khả năng làm sạch tinh thần, giúp con người vượt qua những khó khăn và đón nhận may mắn. Lấy ví dụ, tắm bằng lá bưởi không chỉ mang hương thơm dễ chịu mà còn giúp thu hút vận may, phúc lộc. Hoặc bạn có thể chọn ngâm nước tắm bằng 7 loại hoa có màu sắc đa dạng, trừ màu trắng, hoặc sử dụng lá mùi già. Điều quan trọng là sau khi tắm xong, bạn nên gói những thảo mộc và hoa này đi và loại bỏ chúng ngay lập tức, vì người ta tin rằng chúng đã hấp thụ hết mọi năng lượng tiêu cực từ cơ thể bạn. 18. Là sống biết ơn. Sống với trái tim biết ơn, đối diện với cuộc sống và trân trọng ơn lành từ trời và đất đã ban tặng cho chúng ta một cuộc sống con người, may mắn sẽ tự đến với ta. Ta cần nhớ ơn cha mẹ, vì họ đã nuôi dưỡng và dạy dỗ ta. Hãy thể hiện lòng biết ơn mỗi khi được người khác giúp đỡ.
Như người Việt Nam, chúng ta nên trân trọng và ghi nhớ công ơn của những thế hệ tiền nhân đã vì một cuộc sống yên bình mà hy sinh. Hãy nhớ rằng, cách sống tốt nhất là giữ một tâm trạng và quan điểm tích cực, cả trong lời nói và hành động. Sự tự giác và kỷ luật là chìa khóa quan trọng trong công việc và trong mỗi môi trường xã hội. Chúng ta cần phải biết lên kế hoạch, làm việc cẩn trọng và có ý thức trong mọi tình huống để không bị áp đặt và tránh xa khỏi rắc rối. 19. Là cắt tóc xả xui. Thử thay đổi diện mạo của mình bằng việc lựa chọn một kiểu tóc mới hoặc cắt ngắn mái tóc hiện tại. Việc này có thể giúp tâm hồn bạn trở nên sảng khoái, giải tỏa những cảm xúc tiêu cực và tạo ra một phong cách mới, khiến bạn cảm thấy tự tin hơn. Tuy nhiên, khi quyết định cắt tóc, bạn nên tránh một số thời điểm như ngày mùng 1 Tết, ngày rằm tháng 7, tháng cô hồn, những ngày phụ nữ có chu kỳ kinh nguyệt, ngày đầu tháng 2 trong thời gian thi cử. 20. Là dùng chuông gió. Chuông gió khi treo ở cửa ra vào hay cửa sổ sẽ tạo ra âm thanh vui tai, nhưng thực chất nó còn có công dụng tạo ra những tiếng xua đuổi tà ma tránh lẩn vẩn đến nhà bạn. Chuông gió được tin là có khả năng xua đuổi tà khí và tạo ra âm thanh dễ nghe, giúp cân bằng và hòa quyện năng lượng trong không gian, mang lại may mắn và bình an cho ngôi nhà. 21. Là đài phun nước phong thủy. Nếu không gian nhà bạn cho phép, việc thêm một đài phun nước sẽ là lựa chọn tốt. Không chỉ làm tăng vẻ đẹp cho ngôi nhà, đài phun nước còn mang ý nghĩa phong thủy, giúp gia tăng tài vận và hạnh phúc cho gia đình. Vì đại diện cho yếu tố thủy, việc đặt đài phun ở hướng đông nam, bắc hoặc đông sẽ giúp tối ưu hóa năng lượng tích cực từ nước. 22. Là trồng cây theo phong thủy. Cây xanh trong nhà không chỉ giúp tăng cường khí vượng và tài lộc mà còn làm mát không gian sống. Tuy nhiên, việc chọn lựa loại cây cần dựa vào mệnh của gia chủ. Đối với không gian trước nhà, cây cau, dừa kiểng, đại lộc, tre, trúc và hòe là sự lựa chọn tốt. Trong nhà, những loại cây như lưỡi hổ, trầu bà và vạn niên thanh không chỉ tạo điểm nhấn mà còn giúp làm sạch không khí. Ở phần sau nhà, việc trồng chuối, mít và nguyệt quế sẽ cung cấp bóng mát và trái cây tươi ngon cho gia đình. 23. Là đi đến đền chùa hoặc nhà thờ. Thiền tại chùa hoặc nhà thờ thường mang ý nghĩa tâm linh. Người ta tin rằng nơi linh thiêng giúp tinh thần thanh thản hơn, cầu nguyện và tìm kiếm sự bình an giúp tâm hồn thanh lọc, giảm âu lo. Sự hỗ trợ từ cộng đồng và niềm tin tâm linh có thể giúp con người vượt qua khó khăn, giảm cảm giác xui xẻo. 24. Là thiền định. Thiền định giúp tâm trí tĩnh lặng, giảm căng thẳng và lo âu. Khi tâm trí được thanh thản, cơ thể giảm sản xuất cortisol, một hormone gây căng thẳng. Điều này giúp cải thiện tình trạng sức khỏe toàn diện, tăng cường hệ miễn dịch và giúp cơ thể tự chữa lành, từ đó giảm thiểu rủi ro và xui xẻo do sức khỏe kém. 25. Là mặc quần áo lộn ngược. Mặc quần áo lộn ngược là một phong tục dân gian ở một số nơi trên thế giới và được xem là một cách để lừa lạc hoặc đảo ngược vận xui. Ý tưởng là khi một điều xấu xảy ra, việc thay đổi một thói quen hoặc hành động có thể đảo ngược vận may. Mặc quần áo lộn ngược được xem là một hành động đột ngột và trái ngược với thói quen thông thường, vì vậy nó có thể lật ngược vận xui. Những món ăn xả xui chắc chắn không nên bỏ qua. Nguồn gốc ra đời món ăn xả xui. Trong dân gian, câu phước bất trùng lai thường được dùng để ám chỉ những lúc ta gặp vận đen bất ngờ trong cuộc sống. Đối diện với những điều không như mong muốn, nhiều người tìm kiếm lời khuyên về việc ăn món gì để đẩy lùi vận xui và hứa hẹn mang lại may mắn. Sự tò mò về những bí quyết ăn uống giúp xả xui đã trở nên phổ biến. Khi gặp khó khăn, nhiều người chia sẻ với nhau về các món ăn giúp đổi vận, trong hy vọng biến sự rủi ro thành may mắn. Tùy thuộc vào từng vùng miền, các quan niệm về điềm lành giữ có thể có những biến thể riêng. Tuy nhiên, một điểm chung là mọi món ăn đều mang thông điệp về sự an lành, tài lộc và mong muốn loại bỏ mọi khó khăn, vận đen trong đời. Gợi ý một số món ăn xả xui bạn có thể tham khảo. 1. Là trứng vịt lộn. Giữ vị trí đầu tiên của những món ăn xả xui luôn là trứng vịt lộn. Trong tập quán của dân tộc Việt, khi ăn trứng vịt lộn, người ta thường tuân theo quy tắc chọn số lượng trứng theo số lẻ, chẳng hạn như 1, 3 hoặc 5 quả. Lý do là, nếu ăn đúng 2 trứng, quan niệm cho rằng vận đen sẽ biến thành vận lành và ngược lại. Để loại bỏ điều xấu, sau khi thưởng thức, họ thường vỡ vỏ trứng hoặc đặt trên mặt đất và dẫm chân lên. Quan điểm này cho rằng những điều không may mắn sẽ dần biến mất khi thực hiện nghi lễ này. 2. Là canh khổ qua nhồi thịt. Canh khổ qua nhồi thịt, một món ăn truyền thống của miền Nam, giờ đây đã được yêu thích và phổ biến trên khắp các vùng đất. Không chỉ vì hương vị ngon miệng và giá trị dinh dưỡng của nó, món canh này còn được coi là có khả năng giải nhiệt cho cơ thể. Thêm vào đó, tên khổ qua cũng mang hàm ý vượt qua những khó khăn, sóng gió trong cuộc sống và đón nhận may mắn, niềm vui trong tương lai. 3. Là món ăn chế biến từ đậu đỏ. Trong dân gian,
Đậu đỏ được coi là biểu tượng của may mắn. Có thể chế biến từ đậu đỏ ra nhiều món ngon như xôi, chè, gen dai, bingsu và các món khác. Một số người tin rằng, trước khi thực hiện kỳ thi hoặc bước chân vào công việc mới, việc thưởng thức đậu đỏ sẽ giúp tăng sự tự tin. 4. Là chè bí đỏ. Nhiều người cho rằng việc thưởng thức chè bí đỏ đầu năm sẽ đem lại may mắn. Món chè bí đỏ không chỉ thanh mát, bổ ích cho sức khỏe mà còn là một phần của nền ẩm thực Campuchia và rất được lòng nhiều người. Bạn cũng nên thử bí đỏ làm bánh flan kết hợp với hương vị dừa để đẩy lùi mọi vận rủi trong cuộc sống. 5. Là sủi cảo. Sủi cảo là biểu tượng của may mắn trong nền văn hóa Trung Quốc. Được tạo từ sự kết hợp của gạo nếp và gạo trắng, sủi cảo không chỉ đem lại ý nghĩa về may mắn mà còn tượng trưng cho sự hòa mình và tụ họp của gia đình. Bên cạnh đó, viên sủi cảo có hình dáng bán nguyệt, với viền bánh gọi là viền phúc, mang lại thông điệp về sự may mắn. Còn có một phiên bản sủi cảo có hai đầu được nối lại, tạo ra hình dạng giống như một đồng bạc, hy vọng mang lại sự giàu có và phồn thịnh trong cuộc sống. 6. Là mực. Trong tập tục dân gian, người ta thường nói đen như mực để chỉ việc tránh ăn mực vào đầu tháng vì lo sợ gặp những điểm xui xẻo suốt tháng. Mực thường không được ưa chuộng trước các sự kiện quan trọng như bắt đầu công việc kinh doanh hay thi cử. Tuy nhiên, cuối tháng lại là thời gian lý tưởng để cùng gia đình thực hiện việc thưởng thức các món từ mực và đẩy lùi những điểm không tốt đã xảy ra trong tháng. 7. Là các món vịt. Thịt vịt thường không được ưa chuộng vào đầu tháng do quan niệm tránh mang lại điểm xui. Mặc dù thế, vịt vẫn là nguyên liệu dễ tìm, giá thành hợp lý và có thể biến tấu thành nhiều món ngon như vịt om sấu, vịt nướng, vịt luộc hay vịt rang giềng. Để tránh xui xẻo, mọi người thường chọn thời điểm cuối tháng để thưởng thức các món từ vịt, hy vọng xua tan vận đen đã đeo bám suốt tháng. 8. Là ăn thịt chuột. Thịt chuột đồng là một lựa chọn phổ biến để tránh xui rủi và đón lấy may mắn. Trong những phương pháp truyền thống để loại bỏ điểm xui, thịt chuột đứng đầu danh sách những món ăn mang lại may mắn và thuận lợi cho năm sắp tới. Ăn chuột thường được lựa chọn vào những ngày cuối năm. Ý nghĩa của việc ăn món này bắt nguồn từ tính cách của chuột, sự linh hoạt, nhanh chóng và tài giỏi trong việc tìm kiếm thức ăn. 9. Là ăn chuối. Theo một số tín ngưỡng dân gian, việc ăn chuối ở đầu tháng có thể làm mất ổn định tài chính trong gia đình. Cụ thể, từ chuối khi phát âm giống với từ chuối, nghĩa là khó có thể tự tin. Do đó, nhiều người trong văn hóa Việt thường tránh ăn chuối vào những ngày đầu tháng và chờ tới cuối tháng để tận hưởng vị ngon của trái cây này. Một số điều cần lưu ý khi ăn các món ăn để xả xui. Chăm sóc vệ sinh khi ăn uống, dù bạn chọn món ăn nào, hãy chắc chắn rằng nó đã được chế biến trong điều kiện vệ sinh và tuân theo các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm. Điều này giúp bạn thưởng thức món ăn mà không lo lắng về các nguy cơ sức khỏe. Lựa chọn nguồn gốc thực phẩm uy tín, khi chọn lựa nguyên liệu cho các món ăn, hãy mua sắm từ những nơi cung cấp thực phẩm chất lượng và đáng tin cậy. Hưởng thụ món ăn một cách hợp lý, khi thưởng thức các món xả xui, hãy tận hưởng với tâm trạng vui vẻ và không quá lệ thuộc vào tác động may mắn của món ăn. Thay vào đó, xem nó như một dịp để tận hưởng hương vị và khoảnh khắc bên gia đình và bạn bè. Chú ý đến chế độ ăn riêng biệt, đảm bảo tuân thủ các hạn chế hoặc yêu cầu đặc biệt của bạn về thực phẩm khi thưởng thức các món ăn xả xui. Trao đổi với chuyên gia, nếu bạn muốn hiểu rõ hơn về ý nghĩa hoặc có thắc mắc về các món xả xui, hãy tìm kiếm kiến thức và nhận định từ các chuyên gia trong lĩnh vực văn hóa hoặc dinh dưỡng. Tiếp theo sau đây là dấu hiệu dân gian cho thấy bạn sắp gặp vận. 1. Là đồ dùng đổ vỡ. Đồ trong nhà bị hỏng hay bị đổ vỡ thường được người xưa xem như dấu hiệu mang đến điểm không lành. Người ta rất tin rằng việc này mang lại ý nghĩa về sự mất mát, là dấu hiệu báo trước những điều không tốt sắp diễn ra. 2. Là cá trong bể bất ngờ chết. Theo quan niệm dân gian, nếu nhà có bể cá và xuất hiện việc cá trong bể chết hàng loạt hoặc chết theo đàn thì trong phong thủy, đó được coi là điều không lành. Điểm không lành này có thể là điềm báo về việc bị phá sản hay gặp phải bệnh tật. 3. Là bàn thờ bị trệch xuống đất. Trong niềm tin tâm linh của nhiều người, việc bàn thờ nghiêng hoặc không đều với mặt đất thường được xem là một điềm báo không tốt. Theo quan điểm này, bàn thờ bị lệch không chỉ phản ánh sự bất ổn và mất cân đối trong cuộc sống mà còn cảnh báo về khả năng gặp khó khăn về tài chính. Điều này liên quan đến việc mất mát tiền bạc và tài sản. 4. Là cây cảnh và hoa tươi bị héo úa hoặc chết. Dựa trên phong thủy, cây và hoa héo hay chết đều là dấu hiệu của may mắn giảm đi, có thể liên quan đến xung đột, tranh chấp hoặc tình trạng kiện tụng. 5. Là mèo đen đột nhiên vào nhà vào ban đêm. Truyền thống dân gian cho rằng, mèo đen xuất hiện trong nhà vào ban đêm mang ý nghĩa báo trước rủi ro và khó khăn trên nhiều lĩnh vực như công việc, sức khỏe và mối quan hệ. 6. Là lông mũi dài và mọc thò ra ngoài. Trong nhân tướng học,
lông mũi dài và lòa ra ngoài được xem là dấu hiệu không may mắn về tài chính, dễ dẫn đến các vấn đề gây tổn thất về tiền bạc. 7. Là đồ dùng bị hỏng hoặc gãy, đứt. Người Việt truyền thống thường tin rằng, việc đồ dùng bị hỏng như gãy đũa khi ăn, lược bị gãy khi chải tóc hay dây đàn đứt chính là điềm dữ, mang theo khó khăn và rắc rối cho gia đình và sự nghiệp. 8. Là sự xuất hiện của chuột, nhện trong nhà. Theo quan niệm truyền thống, việc thấy chuột hay nhện trong nhà thường mang ý nghĩa tiêu cực, báo hiệu rủi ro về tài chính, hành vi gian dối hoặc hại người. Chuột còn thường liên quan đến ô nhiễm và mang lại điều không tốt cho chủ nhà. 9. Là gia đình lục đục hay cãi vã. Quan niệm dân gian Việt Nam cho rằng, khi có nhiều mâu thuẫn và xung đột trong gia đình, sự xung đột ấy sẽ ảnh hưởng xấu đến vận mệnh tài lộc, sức khỏe và hạnh phúc của mọi thành viên trong nhà. Bài giảng tiếp theo, khi về già người ta mong muốn là điều gì? Không ít người nghĩ rằng, về già nên dựa vào con cái vì cả đời đã vất vả nuôi nấng, nên chúng phải có chánh niệm báo đáp công ơn sinh thành. Điều đó đúng nhưng chưa đủ. Khi về già, người cao tuổi cần có chỗ dựa vững chắc ngoài con cháu. Đừng trông mong vào con cái, những điều sau mới là chính là chỗ dựa an toàn cho bạn khi về già. Con người ta cứ phải về già rồi mới hiểu, con gái chưa chắc đã cưu mang mình được, cuối cùng cũng chỉ có thể dựa vào ba điều này thôi. Thứ nhất là sức khỏe. Con người sống trên đời quan trọng nhất là sức khỏe, có sức khỏe mới có khả năng làm được mọi việc. Nếu chỉ có tiền bạc và địa vị mà không có cơ thể khỏe mạnh thì tất cả cũng chỉ là vô nghĩa. Người càng lớn tuổi, sức khỏe càng quan trọng. Khi ốm đau bệnh tật, nếu con cái hiếu thảo có thể ở bên chăm sóc, nhưng nếu gặp phải con cái bất hiếu thì phải làm sao đây? Nếu có sức khỏe thì chí ít cũng tự chăm sóc được bản thân mình mà không trở thành gánh nặng cho gia đình, con cái. Khi về già, bạn càng phải quý trọng sức khỏe hơn. Tuổi tác càng cao, cơ thể càng yếu đi. Con cái hiếu thuận thì có thể ở bên chăm sóc bạn, nhưng ngộ nhỡ gặp phải con cái bất hiếu, hoặc có lòng nhưng không có sức, bận rộn quá nhiều việc thì bạn phải làm sao đây? Chưa kể không có sức khỏe, không có khả năng lao động hay chí ít là khả năng tự chăm sóc bản thân, bạn sẽ trở thành gánh nặng cho người khác. Có người gánh bạn cũng chẳng sống vui vẻ được, nữa là không có ai gánh. Thứ hai là người bạn đời. Tình yêu tuổi già tuy không còn lãng mạn hay nhiệt huyết như thời còn son trẻ mà thay vào đó là tình thương, sự thấu hiểu và cảm thông. Không gì hạnh phúc hơn khi cả hai cùng đi với nhau đến cuối con đường đời. Có lẽ vì thế mà người ta luôn nói tình yêu tuổi già là thứ tình yêu đáng trân trọng nhất vì đã trải qua bao sóng gió vẫn sánh bước bên nhau. Cho nên về già tốt nhất là có người bạn đời bên cạnh, để khi cô đơn còn có một bờ vai để tựa vào, khi buồn chán có người để trò chuyện. Con cái có hiếu thuận đến đâu cũng không thể ở bên cha mẹ mãi được. Khi về già, bạn sẽ rất dễ cảm thấy cô đơn. Nếu chỉ có một mình, thì dù ngoài miệng không nói, đến lúc đêm hôm yên tĩnh, tất cả cay đắng đều sẽ hiện ra rõ ràng. Kể cả khi có con cái bầu bạn, chúng cũng vẫn có cuộc sống của riêng mình, cũng phải nỗ lực cải thiện cuộc sống. Để con cái vì phải chăm sóc bạn mà gánh chịu áp lực nặng nề cũng đâu phải điều bạn muốn. Cho nên con người ta về già tốt nhất là có bạn đời ở bên. Ít nhất khi cô đơn còn có một bờ vai để dựa vào, khi buồn chán còn có người trò chuyện cùng, sống vui vẻ hơn một chút. Con cái có hiếu thuận đến đâu cũng không thể ở bên cha mẹ mãi được. Cho nên, vì hạnh phúc của mình, cũng để không làm phiền đến con cái, tốt nhất là có một người bạn đời ở bên. Thứ ba là có một khoản tiền dưỡng già. Khi về già gặp rất nhiều chuyện nằm ngoài dự liệu của mình, không ai biết được ngày mai chuyện gì sẽ xảy ra. Vậy nên phải tích góp cho mình một khoản tiền dưỡng lão, ít nhất là đủ để đáp ứng nhu cầu bản thân. Bước vào tuổi lão niên phải biết nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của mình một cách thích hợp, uống cà phê hay trà ngon, ăn những món ăn mà mình thích, mặc những bộ quần áo mình ưa, đi thăm thú đây đó khi còn sức khỏe, gặp gỡ giao lưu với bạn bè, tạo niềm vui cho mình. Tuổi càng cao, bạn sẽ gặp phải rất nhiều chuyện nằm ngoài dự liệu. Không ai biết được ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì, chuyện duy nhất bạn phải làm là sống tốt mỗi ngày. Già rồi, sức khỏe không được như người trẻ tuổi, hiệu quả công việc và tiền kiếm được cũng sẽ ít hơn. Bạn nhất định phải tích góp cho mình một khoản tiền dưỡng lão. Ít nhất là phải đủ để nuôi bản thân sống qua ngày. Con người ai cũng phải trải qua sinh lão bệnh tử, lớn tuổi nhiều bệnh, con cái dốc lòng chăm sóc sẽ khiến bạn thấy tội nghiệp cho chúng, mà con cái lạnh lùng bỏ bê thì bạn khổ không để đâu cho hết. Cho nên không thể không có tiền dưỡng lão, có tiền rồi, ít nhiều gì cũng không cần nhìn sắc mặt người khác mà sống. Mọi người vẫn hay bảo, phải có con cái để về già có người chăm sóc, nhưng thực ra sự đời khó đoán, điều tốt nhất bạn có thể làm là không liên lụy người khác, không tổn thương bản thân. Hãy có chuẩn bị từ trước, cả đời chỉ dựa vào bản thân mình, ấy cũng là một loại hạnh phúc.
Nếu có ba chỗ dựa kể trên, người cao tuổi chắc chắn sống một cuộc sống an nhiên, tự tại và hạnh phúc. Về già, dù có yêu thương con cái đến đâu cũng đừng làm bốn điều đại kỵ này. Khi lớn tuổi, cha mẹ cần học cách khoanh tay đứng nhìn và để con cái dần trưởng thành. Nhà văn Pháp Victor Hugo từng nói, vòng tay của người mẹ được tạo nên từ sự dịu dàng và giấc ngủ ngọt ngào sẽ ban phước cho đứa trẻ nằm trong đó. Cha mẹ là những người thương yêu, luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho con cái mà không mong nhận lại điều tương tự. Thế nhưng khi con cái trưởng thành, cha mẹ cần học cách bận rộn để con cái tự lo liệu cuộc sống của chúng. 1. Là che đậy lỗi lầm của con. Trong cuộc sống, ai cũng từng có ít nhất một lần phạm phải lỗi lầm. Nhưng cách ứng xử của cha mẹ khi con cái làm sai là điều quan trọng, phần nào ảnh hưởng đến tính cách của con cái. Cha mẹ là những người đi trước, đã va chạm với không ít vấn đề trong cuộc sống và xã hội. Họ hiểu rằng sau khi vấp ngã, điều quan trọng là con cái cần biết đứng lên bằng chính đôi chân của mình và vượt qua trở ngại. Sự bao che của cha mẹ sẽ khiến con mù quáng, không nhận thức được lời lẽ đúng sai mà có thể tiếp tục ngã vào chỗ cũ. Tuổi trẻ sẽ trở nên thiếu sót nếu không có trải nghiệm, vấp ngã, dấn thân rồi rút ra bài học. Nhưng nếu cha mẹ, những người đã trải qua nửa cuộc đời, tước đi đặc quyền đó của con cái bằng cách bao bọc, sự bản lĩnh, tự tin và tầm nhìn của con cũng sẽ bị hao mòn. 2. Là giúp con cái gánh hết nợ. Các chuyên gia cho rằng cha mẹ cần phân biệt rạch ròi giữa sự giúp đỡ và gánh vác cho con cái. Khi con cái phát triển sự nghiệp, cha mẹ nên thể hiện sự tin tưởng và ủng hộ. Nhưng khi con làm ăn thua lỗ hay gặp vấn đề tài chính, cha mẹ không nên đứng ra gánh vác vấn đề này. Muốn giúp con vượt qua bế tắc lâu dài, điều cha mẹ nên làm là đưa cho con cần câu và hướng dẫn cách sử dụng chiếc cần câu, làm sao để thu về nhiều cá, thay vì tặng cá cho con. Cha mẹ nên động viên để con vượt qua khó khăn, thay vì đứng ra nhận mọi nợ nần về mình. Một số bậc phụ huynh lớn tuổi vì quá thương con mà dùng hết tài sản, tiền tích lũy được từ thời đi làm mà trả nợ cho con. Con cái nên hiểu rằng những tài sản đó là chỗ dựa tinh thần tuổi xế chiều của cha mẹ, mất đi rồi cha mẹ về già sẽ không xoay sở được. Việc gánh vác nợ nần có thể khiến con mặc nhiên đó là trách nhiệm của cha mẹ. Từ đó, hình thành thái độ ỷ lại, trông chờ vào cha mẹ mỗi khi con cái nợ nần. 3. Là giúp con đưa ra quyết định lớn. Khi bước qua tuổi 50, cha mẹ không nên bận tâm đến việc xây nhà của con cái. Các vấn đề quan trọng như hôn nhân, lập nghiệp, an cư lạc nghiệp, việc học hành hay chọn nghề của con cháu, người già chỉ có thể hỏi chứ không thể quyết định. Việc giao quyền quyết định cho con cái sẽ giúp chúng trưởng thành, dễ dàng hơn và con cái sẽ không bực bội vì khuôn mẫu quá khổ của cha mẹ. Bằng cách này, con cái có thể học cách tự lo liệu cuộc sống, trở nên độc lập và có cái nhìn về tương lai xa hơn. Đừng nắm giữ nửa đời sau của con cái, biết cách buông tay mới là tình yêu đích thực. 4. Là phụ giúp con cái việc nhà. Khi con cái thành gia lập nghiệp, họ bận rộn đi làm và chăm sóc gia đình riêng. Do vậy, họ thường nhờ đến cha mẹ quán xuyến thêm việc nhà hay trông nom các cháu, thay vì thuê dịch vụ. Lúc này, bậc phụ huynh ở tuổi ngũ tuần, lục tuần, một lần nữa trở thành cha mẹ bỉm sữa. Ông bà kiêm luôn vai cha mẹ, bận rộn với những công việc như nấu cơm cho gia đình, giáo dục và đưa đón cháu đi học. Việc để ông bà kiêm vai cha mẹ có thể tạo sự thuận tiện cho người lớn, nhưng lại là sự thiệt thòi của trẻ em. Bởi cha mẹ không trực tiếp giáo dục sẽ ít có mối liên kết với con cái, họ cũng không thấu được nỗi vất vả khi chăm con mà ông bà đã trải qua. Khi con cái lớn lập gia đình, đó là một gia đình mới. Cha mẹ đến nhà con cái cũng như đi thăm họ hàng, không nên tham công tiếc việc mà giúp con cái đủ điều. Con cái hiếu thảo, thực sự quan tâm sẽ để cha mẹ được nghỉ ngơi, thay vì làm việc quần quật.